Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam đứng màu nâu sô cô la nha mọi người. Cái này là màu nâu nâu, có người thì gọi là nâu đất nhưng mà nó giống màu sô cô la ha. Đây là da tắm nha mọi người, được sản xuất từ da tắm chứ không phải da ký hoặc là da lẻ, nên nó sẽ có độ đồng đều cao và da thì được đảm bảo chất lượng. Đường chỉ thì được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Da này thì rất là ít thẹo nha mọi người, có nhưng mà rất là ít thôi. Thì da là phải có thẹo nha mọi người, chứ không phải nào mà không có thẹo được, nhỏ hay lớn thôi. Mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078. Ở trong á thì nó sẽ có ba ngăn, ngăn nằm ngang và một ngăn hai ngăn đứng nha, mỗi mỗi bên một ngăn đứng nha mọi người. Bên tay trái thì nó sẽ có một ngăn lưới nha mọi người và một ngăn đứng. Ngăn lưới thì mình có thể đựng được những hình ảnh bạn bè, người thân và gia đình hoặc là những món đồ mình sẽ quên thì mình có thể bỏ vào. Và đặc biệt ở trong thì nó sẽ có ba ngăn lớn và được lót bằng da nha mọi người, mà hai ngăn bình thường và một ngăn dây kéo. Thì ngăn dây kéo thì mình có thể đựng được rất là nhiều đồ, và ngăn kéo thì mình cũng để những món đồ quan trọng thì mình kéo lại nó sẽ an toàn. Còn hai ngăn kia thì mình có thể đựng được tiền và rất là nhiều tiền luôn nha mọi người, vì nó là cũng là khá lớn. Hãy mọi người thấy ai nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất nhiều.